Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo, 29 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và 16 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo Thảo vốn có tham gia vào nhóm bán nguyên liệu làm bánh trên mạng xã hội Facebook. Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Thảo nói dối rằng mình có người thân ở nước ngoài và có nguồn cung cấp hàng giá rẻ hơn thị trường Việt Nam từ 30-40%. Để mua được, Thảo ra điều kiện cho mọi người phải đặt cọc số tiền lớn mới nhập hàng về. Sau khi được các bị hại tin tưởng đặt cọc, Thảo lấy một phần tiền để liên hệ mua hàng tại một đại lý, nhà phân phối với giá thị trường để về giao cho các bị hại và tiếp tục gây dựng lòng tin, đặt cọc nhiều tiền cho các đơn hàng tiếp theo. Bên cạnh đó, vì sử dụng hết số tiền đặt cọc và để có hàng giao cho người mua, Thảo cũng xin mua nợ rồi chiếm đoạt số tiền hàng. Đến thời điểm bị phát hiện, Thảo đã lừa được 6 bị hại với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Được biết, Thảo đang thi hành 2 năm án treo tại địa phương về hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.